U là trời. KCMI tuyên bố sẽ cưới Văn Mai Hương, thời điểm kết hôn nghe sốc luôn. Thời gian gần đây, mối quan hệ thân thiết giữa Văn Mai Hương và KICM khiến khán giả vô cùng thích thú. Không chỉ hợp tác trong một số dự án âm nhạc, chị em Văn Mai Hương và KICM còn chơi chung ngoài đời. Tuy nhiên, mới đây trên Instagram cá nhân, KICM gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ cưới Văn Mai Hương. Chuyện là nhân ngày vía thần tài, mùng 10 tháng 1 âm lịch, KICM đã gửi một chỉ vàng tới Văn Mai Hương khiến nữ ca sĩ cảm kích, khoe quà lên trang cá nhân. Văn Mai Hương viết, cầm cái hộp mà tưởng có đứa tặng mình nhẫn, tí xỉu. Cảm ơn em KICM, năm mới phát tài. KICM share lại tin của Văn Mai Hương nhưng mạnh miệng tuyên bố sẽ cưới đàn chị. Thời điểm rõ ràng 60 tuổi mà em vẫn ế thì em cưới chị. Đây có thể được coi là lời tỏ tình của KICM dành cho Văn Mai Hương không đây? Nhưng khả năng cao chỉ là màn troll chị gái còn độc thân của KICM mà thôi. Dẫu sao, netizen cũng được fan háo hức, tương lai showbiz Việt có thêm cặp đôi chị em Văn Mai Hương và KICM thì hot phải biết. Buka và Ginh Tuấn Kiệt sống chung nhà, bí mật hẹn hò đón Noel sớm. Kết thúc cuộc tình nhiều năm với đạo diễn Diệp Thiên, Buka đang vướng tin đồn hẹn hò Ginh Tuấn Kiệt. Không né tránh nhau, cặp đôi thường khiến dân tình đứng ngồi không yên vì tung hình trên tình bạn. Thậm chí, trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh giãn cách, Ginh Tuấn Kiệt và Buka còn bị Thánh Soi nghi vấn sống cùng nhà. Trong những ngày Giáng sinh cận kề, thám tử mạng còn phát hiện Buka và Ginh Tuấn Kiệt đánh lẻ khỏi hội bạn thân để hẹn hò. Chuyện là cùng một khung giờ, cả hai đồng loạt khoe ảnh trekking bên cây thông. Không chỉ thế, phần tường ở bức ảnh của Buka và Ginh Tuấn Kiệt đều có màu xám, cách trang trí trên cây thông cũng hao hao nhau. Ngay lập tức, netizen đồng loạt để lại bình luận cho rằng cặp đôi đã dành thời gian hẹn hò riêng tư, tuy nhiên không loại trừ khả năng đây chỉ là động thái trùng hợp, tâm đầu ý hợp của cặp đôi.